Thưa quý vị khán giả, vừa qua các bác sĩ của khoa phẫu thuật ống tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã áp dụng thành công phương pháp cắt trực tràng qua đường hậu môn. Đây là phương pháp mang lại hiệu quả cao cho bệnh nhân ung thư trực tràng. Trực tràng là đoạn cuối của ống tiêu hóa tiếp giáp với hậu môn, dài khoảng 11 cm đến 15 cm. Kích cỡ của nó giống với đại tràng sigma, nhưng ở đoạn giữa, trực tràng giãn ra tạo thành bóng trực tràng. Bệnh ung thư trực tràng có thời gian phát triển khá dài. Trong giai đoạn đầu, bệnh chỉ biểu hiện bằng các triệu chứng hết sức mơ hồ như rối loạn đại tiện ra máu, khiến người bệnh rất dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với bệnh trĩ. Khi các triệu chứng đã rõ ràng, thường bệnh đã ở giai đoạn muộn, đã có xâm lấn rộng hoặc di căn xa, khiến cho việc điều trị trở nên hết sức khó khăn, thời gian sống sẽ rất ngắn. Vị trí giải phẫu đặc biệt của trực tràng là cái đoạn cuối cùng của ống tiêu hóa và nó nằm trong một cái khoang chậu rất chật hẹp và tiếp giáp với ống hậu môn. Cho nên cái ung thư trực tràng hiện nay cũng là một cái bệnh rất là phổ biến và nó đang gặp khó khăn ở hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái tỷ lệ tái phát bệnh còn rất là cao. Và khi ung thư trực tràng sau mổ mà bị tái phát thì nó có thể coi như là một cái disaster, một cái thảm họa. Và các cái biện pháp điều trị tiếp theo nó vô cùng khó khăn. Ung thư đại trực tràng là một trong ba bệnh lý ung thư phổ biến hàng đầu tại Việt Nam và ngày càng gia tăng. Theo điều tra của Bệnh viện K năm 1992, thì 5,1 trên 100.000 dân. Năm 2003, 12,9 trên 100.000 dân. Điều trị ung thư trực tràng là điều trị đa mô thức, trong đó phẫu thuật có vai trò quyết định. Hóa trị, xạ trị là các phương pháp điều trị hết sức cần thiết, giúp giảm tỷ lệ tái phát tại chỗ, kéo dài thời gian sống. Các chuyên gia ung thư cho rằng, việc phát hiện sớm các dấu hiệu ung thư là chìa khóa quan trọng nhất để cứu bệnh nhân. Vì việc phát hiện sớm và điều trị sớm sẽ giúp bệnh nhân kéo dài thời gian sống, giảm chi phí điều trị và nhiều lợi ích khác. Do đặc điểm giải phẫu của trực tràng là nằm trong một khoang chậu hông chật hẹp, nên khối u phát triển rất nhanh chóng xâm lấn vào các cơ quan lân cận. Mục tiêu lớn nhất trong phẫu thuật ung thư trực tràng là bảo đảm cắt triệt căn, bao gồm cắt bỏ toàn bộ mạc treo trực tràng, hai mép cắt trực tràng không còn tế bào ung thư, lấy bỏ toàn bộ hệ thống hạch lympho có khả năng di căn. Mục tiêu thứ hai không kém phần quan trọng và là mong muốn của tất cả bệnh nhân là bảo tồn được cơ thắt hậu môn, tránh cho bệnh nhân khỏi phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn, nâng cao chất lượng sống. Rất khó khăn để đạt được cả hai mục tiêu này trong trường hợp khối u trực tràng nằm ở 1/3 dưới, khoảng cách từ bờ dưới khối u tới mép hậu môn dưới 5 cm. Với các cái phương pháp kinh điển trước đây, khi mà ung thư trực tràng, đặc biệt là ung thư trực tràng thấp, thì người ta thường là phải tiến hành phẫu thuật bằng hai con đường. Một con đường từ trên ổ bụng xuống để cắt hết toàn bộ cái mạc treo trực tràng đến tận đáy chậu. Và sau đó một con đường thứ hai đi từ hậu môn lên là khoét bỏ toàn bộ cái tầng sinh môn. Và sau đó bệnh nhân phải đưa ra cái đại tràng sigma ra ngoài để làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Góp phần giải quyết khó khăn đó, từ tháng 7 năm 2017, các thầy thuốc khoa phẫu thuật ống tiêu hóa Bệnh viện 108 đã triển khai áp dụng một phương pháp phẫu thuật mới, đó là phương pháp phẫu thuật nội soi cắt bỏ toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn. Phương pháp đang được tập trung nghiên cứu ứng dụng tại một số trung tâm phẫu thuật hậu môn trực tràng lớn trên thế giới. Kết quả nghiên cứu của khoa phẫu thuật ống tiêu hóa Bệnh viện 108 thực hiện phẫu thuật nội soi trên 45 bệnh nhân được công bố mới đây cũng cho một kết quả rất khả quan với tỷ lệ cắt hoàn toàn mạc treo trực tràng đạt 77,8%. Tất cả bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu này đều có khối u nằm ở 1/3 giữa và 1/3 dưới của trực tràng với khoảng cách trung bình từ bờ dưới khối u tới mép hậu môn là 4,6 cm. Trường hợp khối u thấp nhất chỉ cách mép hậu môn 2,2 cm. Tất cả bệnh nhân đều bảo tồn được ống hậu môn, không phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Trên hình ảnh là một bệnh nhân mới phẫu thuật trực tràng bằng phương pháp mới của các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh nhân có một số dấu hiệu ban đầu là rối loạn đại tiện ra máu. Bệnh nhân được nội soi xác định ung thư trực tràng, bờ dưới khối u chỉ cách mép hậu môn 3 cm. Bệnh nhân đi khám nhiều nơi đều được chỉ định cắt cụt trực tràng, làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Khoa phẫu thuật ống tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt trực tràng qua đường hậu môn. Sau 5 ngày, bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định, đã đi lại được, có thể đại tiện qua đường hậu môn. Những biểu hiện ban đầu tôi chỉ ra một tí máu hồng thôi và đánh rắm ra bọt, nhưng mà đi phân đóng thì cách chỉ được 1 tháng thôi. Tôi cứ nghĩ là tôi đi kiết hoặc là bị trĩ. Thế nhưng mà trong ngày hôm đấy tôi cũng chỉ là đi khám, tôi đi khám tổng thể liên tục nhưng tôi không khám chỗ này bao giờ. Kiểu phụ nữ chúng tôi hay ngại. Thế thì tôi đi
khám thì hôm đấy là theo chồng tôi đi khám thôi. Thì tôi cố tình tôi khám thì nó nói là của chị đã đi khám quá muộn và đã sang nghi là ca. Cắt toàn bộ mạch treo trực tràng của đường hậu môn cho bệnh nhân. Và sau mổ thì hiện tại ngày ngày thứ 10 thì bệnh nhân diễn biến rất là tốt, đi lại bình thường. Cái rối loạn đại tiện ở mức rất là nhẹ. Hiện tại thì đi ngoài có 2 lần một ngày. Và cái hỗ trợ về thuốc thì hiện rất là ít, tối thiểu. Trường hợp bệnh nhân dự kiến sẽ ra viện trong ngày nay và ngày mai. Còn đây là ca phẫu thuật cắt trực tràng bằng phương pháp tiếp cận qua đường hậu môn cho bệnh nhân bị ung thư trực tràng. Bệnh nhân có khối u nằm cách hậu môn 3 cm. Nếu mổ theo phương pháp kinh điển qua đường ổ bụng, chắc chắn sẽ không thể giữ được hậu môn. Bệnh nhân sẽ phải sử dụng hậu môn nhân tạo suốt đời. Chúng tôi quyết định là do cái vị trí khối u nó chỉ cách mép hậu môn có 3,5 cm, nên chúng tôi quyết định là tiến hành làm phẫu thuật TATMI, tức là phẫu thuật cắt trực tràng qua đường hậu môn, với mong muốn là vừa cắt triệt để được toàn bộ cái mạc treo trực tràng cũng như là bảo tồn lại cơ thắt cho bệnh nhân. Hậu môn nhân tạo luôn là nỗi ám ảnh cho những bệnh nhân bị ung thư trực tràng. Nhiều bệnh nhân do bị ảnh hưởng tâm lý đã phải thay đổi hoặc bỏ việc làm, ngại tiếp xúc với những người xung quanh. Bằng con đường tiếp cận từ dưới lên qua ống hậu môn, phương pháp cho phép xác định cắt chính xác khoảng an toàn từ bờ dưới khối u tới đường cắt dưới, đồng thời đảm bảo cắt bỏ toàn bộ mạc treo trực tràng ở phần thấp được triệt để hơn. Việc bảo tồn cơ thắt có thể thực hiện được trong mọi trường hợp khi khối u chưa xâm lấn cơ thắt, không phụ thuộc vào khối u ở vị trí nào. Miệng nối giữa đại tràng với ống hậu môn có thể thực hiện rất thấp tới tận mép ra hậu môn, giảm thiểu thấp nhất khả năng bệnh nhân phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Với kỹ thuật này, bệnh nhân ung thư trực tràng gần như không còn phải mang hậu môn nhân tạo. Khoa phẫu thuật ống tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chỉ còn áp dụng phương pháp cắt cụt trực tràng cho ung thư trực tràng thấp đã xâm lấn rộng vào cơ thắt hậu môn hoặc ung thư ống hậu môn. Cái ưu điểm thứ nhất là cái người phẫu thuật viên có thể cắt được triệt để hơn cái mạc treo trực tràng ở cái phần thấp của trực tràng, ở phía dưới khối u. Đấy là ưu điểm lớn nhất. Cái ưu điểm thứ hai là cái việc tiếp cận bằng đường trên xuống không rất khó cho phép mình giữ lại được cái đoạn cuối cùng thấp nhất của cái ống hậu môn. Cho nên bằng con đường tiếp cận từ dưới lên thì chúng ta giữ được cái phần cuối cùng của ống hậu môn. Đồng thời nó cũng tạo điều kiện cho chúng ta cắt bỏ triệt để hơn cái phần mạc treo trực tràng ở phía dưới khối u. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn cho biết phương pháp cần được chỉ định chặt chẽ cho các trường hợp khối u ở giai đoạn T4A trở xuống, được đánh giá sau khi đã hóa xạ trị tiền phẫu, hoặc là khi khối u chưa xâm lấn cơ thắt hậu môn và chức năng cơ thắt hậu môn còn tốt. Hiện nay do điều kiện trang thiết bị của bệnh viện tương đối đầy đủ, hầu hết các trường hợp ung thư trực tràng đều được điều trị đa mô thức, trong đó hóa xạ trị tiền phẫu được thực hiện nghiêm túc cho tất cả bệnh nhân có chỉ định. Phẫu thuật này cũng phải đòi hỏi có những cái chỉ định rất là chặt chẽ. Nó không quá chặt chẽ về mặt khoảng cách từ bờ dưới khối u tới mép hậu môn. Có thể nói là khoảng cách nào chúng ta cũng có thể làm được. Tuy nhiên nó cần đòi hỏi chặt chẽ về mặt giai đoạn bệnh. Khi mà khối u đã xâm lấn vào cơ thắt hậu môn thì chúng ta không nên làm. Tuy nhiên ngày nay do cái phương pháp điều trị đa mô thức đối với ung thư trực tràng, đặc biệt là tại cơ sở của chúng tôi, khi chúng tôi có tất cả các đội ngũ gồm có xạ trị, hóa chất và phẫu thuật, thì các bệnh nhân ung thư trực tràng được chúng tôi thực hiện tuân thủ rất chặt chẽ cái phương án điều trị đa mô thức, đặc biệt là cái hóa xạ trị tiền phẫu. Nhờ có cái hóa xạ trị tiền phẫu, chúng tôi có thể giảm giai đoạn bệnh từ giai đoạn cao xuống giai đoạn thấp, từ khối u lớn xuống khối u nhỏ, từ đã đang xâm lấn trở thành không còn xâm lấn, và nhờ đó chúng tôi có thể thực hiện được kỹ thuật này. Phẫu thuật cắt mạc treo trực tràng qua đường hậu môn là một phương pháp an toàn, khả thi. Phẫu thuật giúp cho việc cắt bỏ trực tràng được triệt để hơn, hạn chế tái phát tại chỗ, kéo dài thời gian sống. Đồng thời, tăng cường khả năng bảo tồn hậu môn, tránh cho việc bệnh nhân phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn, cải thiện chất lượng sống. Đây chính là hướng đi mới mà một số phẫu thuật viên trên thế giới đã đánh giá là nó có thể trở thành phẫu thuật chuẩn trong điều trị ung thư trực tràng thấp sau 5 năm nữa. Bằng con đường đi từ trực tràng đi qua đường hậu môn này, chúng tôi có thể thực hiện được toàn bộ việc cắt và nối đó bằng tay, và không phải sử dụng được các phương tiện không nối máy, cho nên kỹ thuật tiết kiệm được cho bệnh nhân khoảng độ 30 triệu đồng. Việc cập nhật triển khai nghiên cứu áp dụng sớm kỹ thuật này trong điều trị ung thư trực tràng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một tiến bộ khoa học kỹ thuật rất đáng ghi nhận. Các kết quả lâu dài sẽ tiếp tục được đánh giá trong thời gian tới. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn khuyến cáo bệnh nhân cần phát hiện sớm các dấu hiệu như đi ngoài ra máu, rối loạn thói quen đại tiện như đau quặn bụng, mót dặn, cảm giác nặng tức ở hậu môn,
phân biến dạng, cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám trực tràng, làm các xét nghiệm cần thiết để được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.